Nhưng Du có làm một cái động tác, đó là Du giúp cho một cái công ty BH Media, là công ty ký hợp đồng bảo vệ bản quyền cá của Du. Thì công ty muốn đến đó gợi ý cho gia đình để mà bảo vệ cái hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh trong lúc đám tang, bởi vì lúc đó có rất là nhiều YouTuber, TikTok này nọ quay, thì hình ảnh bị cắt ghép thì sẽ không có một cái video chung, cho nên Du thấy cái điều này cũng là một ý tốt, nên Du mới nhận lời Du kết nối cho đại diện BH và gia đình của Hồng Loan. Mà Du cũng không hề biết Hồng Loan là con của chú Vũ Linh, là anh Vũ Linh là con ruột hay con nuôi, mà Du chỉ biết Hồng Phượng. Cái này sẵn giới truyền thông luôn, mình sẽ nói luôn, tại vì nói trước đây Du cũng có live stream, nhưng mà cái lượng người xem có thể nói là nó sẽ không có phủ được để cho mọi người có thể được hiểu lầm Du, bởi vì Du biết Hồng Phượng cũng qua những cái chương trình ca hát đi show, thì Du mới nói à Hồng Phượng là cháu của chú Vũ Linh, thì Hồng Phượng có thể giúp cho Quách Tuấn Du gặp người nào mà quyết định được cái câu chuyện này, cái việc này của gia đình, thì Hồng Phượng nói là để Hồng Phượng quyết định, và Hồng Phượng sẽ gặp những người trong gia đình. Thì Du nghe như vậy Du cảm thấy yên tâm rồi, thì lúc đó Du mới nói à đây đại diện BH và cặp cô Phượng hai bên có thể giao lưu trực tiếp nha, và làm việc với nhau rồi ký hợp đồng gì đó, thì đôi bên thỏa thuận với nhau thì ok. Thì Du lúc đó đã hết việc của mình rồi, và cái việc tiếp theo đó là Du có nhận một cái bao thư từ phía công ty BH bỏ vào thùng phú điếu, thì trong cái bao thư đó là 10 triệu đồng. Du cũng sợ nó niêm phong lại mà nói 10 triệu mà trong đó có 1 triệu thì đâu có được. Du cũng lấy ra Du đếm, rõ ràng là 10 triệu Du bỏ vào, thì hoàn toàn không có tiền của Du trong đó, không có tiền của Du trong đó. Bởi vì lúc đó Du đến nơi là Du định mua một bó hoa, một lãng hoa, mà hoa lúc đó là đóng cửa, gấp gáp mọi thứ, thì Du nói thôi mình làm việc cho công ty BH giống như người nhà rồi, thì thôi coi như bao thư này cho phép mình cũng như là một phút điếu đi, tại vì thật ra lúc đó Du thấy hoa rất là nhiều rồi phí đó, cho nên là cái việc phút điếu là Du có đích thân bỏ vào thùng phiếu 10 triệu, và kể từ đó về sau là Du không hề có hoàn toàn dính líu vì bất kỳ cái công việc hay là cái tình thân gì với gia đình,